Em xin chào mọi người nhé. Hiện đây là phiên tối của ngày 22 tháng 6 năm 2022. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều mặt hàng đẹp như ở châu Thái hoa Tết. Ngoài ra là em vẫn tiếp tục em có chương trình thanh lý hàng, dọn vườn thanh lý hàng nhé. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Số điện thoại để các bác đặt hàng là số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 30k một đơn hàng nha các bác nhá. Đấy. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu từng mặt hàng một ạ. Em có ít châu Thái, hàng nhiều màu, hàng nó sẽ hơi lỗi một chút, em sẽ quay lên em chia mã, em thanh lý. Thì cái hàng này thì nó, em cũng nói thật là nó hơi lỗi một chút chút nha các bác nhá. Nhưng mà tựu chung là chấp nhận được. Và em nói không với hàng thối. Hàng này nó, các bác về thì mọi người có thể là mình cắt bớt cho em cái rễ khô đi. Sau đó là mình thích treo thì treo nguyên, để nguyên chậu này treo. Hoặc nếu mà các bác ghép sang cái giá thể mới thì các bác thả cái chậu này vào cái chậu mới cũng được. Nếu mà các bác thích bóc tách nó ra chậu khỏi chậu ấy, thì các bác ngâm cho em được khoảng 1 đến 2 tiếng vào nước để cho nó bỏ ra. Thì lúc cái rễ nó bỏ ra thì mình lách nhau ra nó dễ. Và hàng ngày các bác vẫn tưới cho em thật đẫm nước vào cái giá thể ấy. Lá thì mình chỉ phun nhẹ thôi. Một tuần thì mình tưới thêm cho các bạn ấy một lần B1 này. B1 và dưỡng chất cho cây như là phân bón lá. Đấy. Hàng này thì tất cả mọi loại hàng thì em đảm bảo với mọi người là Tết rồi nó sẽ ra hoa. Cái đấy là em bảo hành. Hàng nó có rất là nhiều màu. Trên một cái đơn hàng ấy em sẽ nhặt, cố gắng em nhặt nhiều màu cho các bác. Nó sẽ có những cái màu là đỏ đốm, sắc pháo. Riêng đỏ đốm thì nó rất là nhiều màu, nhiều đồ màu, nhiều kiểu đốm. Hồng cánh sen, cam nửa, trắng. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Trắng mũi hồng này. Màu đỏ nhung này. Đấy, đốm thì rất là nhiều màu đốm, đốm rồi chấm bi, màu cá vàng, màu vàng, màu hồng Đà Lạt. Màu xanh cốm. Đấy, rất là nhiều màu luôn. Em sẽ nhặt tối đa nhiều màu cho các bác. Đầu tiên em sẽ đánh từ cái mã T75 trở đi. T75 là 320.000 5 cây. Và toàn bộ những cái đơn hàng là em báo cái giá là giá là thanh lý rồi, cho nên là em không bao ship nha các bác nhá. Các bác cộng thêm cho em tiền ship. Và nó cái đơn hàng này nó cũng sẽ là em quay nó cũng sẽ hơi dài, cho nên là em không nói màu. Và em sẽ nhặt đủ màu cho các bác này. T75 5 cây 320.000. Đấy, một cây này. Hai cây, hàng này hàng mít xếp nha các bác nhá. Ba cây này, dễ ra đẹp chưa? Ba cây này. Bốn cây, cây này đẻ con nhá. Cây này đẻ con này. Đấy, cây mít xếp này. Bốn cây này. Năm cây. Tiếp đến là T76. 5 cây 290.000. Hàng này cũng là hàng mít nhá. Một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Ôi dồi ôi, cái con rễ này siêu yêu thương luôn. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây. Năm cây mã T76. 5 cây 290.000. Tiếp đến là mã T77. 6 cây 310.000. Hàng này, mã này mã mít xếp nhá. Một cây này. Hai này. Ba này. Ôi dồi ôi, đẹp quá. 4 này. 5 này. 6 này, cái này nó sẽ hơi chấm vào đây một tí. Tiếp đến mã T78, 4 cây 290.000. Một cây này, hàng này hàng mít xếp nhá. Hai cây này. Đẹp, mã này đẹp. Ba cây này. 4 cây này. T78, 4 cây 290.000. Tiếp đến T79, 4 cây 300.000. Hàng này cũng hàng mã này, mã bít xếp bị một phát đây nhá các bác nhá. Khô rồi nhá. Hàng nó từ bị từ lâu rồi. Nó khô hết rồi ở lá chân. Một cây này. Trời ơi, mít quá. Mít con này mít to đẹp.
hai cây này, ba cây này, mít xếp nhá, bốn cây này, T79 bốn cây 300, tiếp đến là T80 ba cây 300. Con đầu tiên là con mít xếp này, con mít xếp là nó có con này nhá, đẻ con rồi các bác nhìn này, mít xếp nhá. Đấy, con đầu tiên này, một con này, hai con này, mít lắm. Con này nó hơi bị vẹo một tí nhưng nó mít xếp này, xếp rụt rụt dịt lên. Ba con này. Đấy. T80 ba con 300. Xong rồi có một con đẻ con. T81 bốn cân bốn con 300. Một con này. Hai con này. Con này hàng này hàng mít xếp, con này nó sẽ hơi bị cái lá này nhá, nhưng nó ở cái lá chân nhá. Hai con này. Và cái chậu này là chậu hai cây nhá. Chậu này chậu 2 cây, có nghĩa là các bác mua cái đơn này 4 chậu được 5 cây nhá. T81 4 cây. À 4 chậu 300 là trong nó gồm có 5 cây nhá. Mã này rẻ quá. T81 này. Tiếp tục em sang đến mã T82 này. 7 cây 300 nhá. Hôm nay em làm giá cực rẻ luôn. 1 này. 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Mã này 7 cây, mã T82 7 cây 300 này. Tiếp đến mã T83 3 cây 300 nhá, cái siêu to khổng lồ luôn nhá. À, mã T83 3 cây 250.000, siêu to khổng lồ luôn. Cái này nó bị một vết này nhá các bác nhá. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, to, siêu to luôn nhá. 3 cây 250.000, mã 8T83. Mã T84 6 cây 290.000. 1 cây này. Hàng mã này mã mít nhá. 2 cây này. 3 cây này, mít lắm. 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này, cây này cái mít xếp nhá. Mã này đẹp rẻ. 84 này, 6 cây 290.000. Mã T85, 5 cây 290.000. Hàng này hàng mít xếp hơi to này. 1 này. 2 này, con này bị đầu lá rồi đây một tí nhá, khô rồi nhá. 2 này. Mít xếp nhá. 3 này, mít chưa. 4 này. Mít lắm. 5 này. Đây. Mã T85 5 cây 290.000. Sau đây em sẽ tiếp tục lên một số hàng thanh lý ạ. Và đây là cái lô đai châu mít, lá mít xếp nha các bác nhá. Đẹp lắm, đẹp long lanh luôn. Hàng lá mít xếp này các bác này. Em nó lô này nó về nó chủ yếu nó là cái màu gốc này, màu cá vàng này, màu vàng này, đỏ đốm này, sắc pháo thì ít nhá. Xanh cốm, vàng, trắng mũi hồng, hồng Đà Lạt. Hồng Đà Lạt và màu cam lửa, trắng mũi vàng này. Đấy. Nó chủ yếu là những cái màu đấy, còn cái đỏ đốm sắc pháo có nhưng ít thôi các bác nhá. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp này. Lá mít xếp này. Em chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn. Các bác mua một chậu thì là giá là 320.000. Nhưng khi các bác mua 2 chậu trở lên giá chỉ còn là 300.000 thôi nhá. Và giá trên này em không bao gồm phí ship. Đấy, đẹp lắm cơ các bác ơi. Đá mít xếp chưa lô nào em nhập đẹp như lô này. 2 chậu thì là 300.000 một chậu. Và các bác mua một chậu thì là giá nó là 320.000. Mênh mông luôn thì các bác lựa chọn nhá. Đấy, hàng vừa mới cập bến thôi. Đẹp lắm, lá mít xếp. Em giới thiệu tiếp các bác mặt hàng nữa, đó là hoa hồng gấm nhá. Đai châu lai giữa, cái cây này là gọi là châu lai giữa châu và nhạn. Cho nên là gọi là mặt hoa nó
cái cánh hoa nó gấm gấm như này, gọi là hồng gấm nha các bác nhá. Đấy, cái hàng này đặc điểm của hàng này là hoa cực kỳ thơm. Một năm nó có thể ra 3 đợt hoa. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác các bác nhìn này. Cuống hoa cũ còn đây rất là nhiều nhá. Đây có cái bông này nó gần tàn đây này này. Đấy, có cái đứa này nó vừa nó nở nó còn sót lại nó gần tàn này đấy. Đấy. Hàng này trước này em bán 250.000 một chậu. Một chậu nó là siêu to khổng lồ như các bác nhá. Đấy. Nhưng hôm nay hàng này nó sẽ lỗi lá một chút, thi thoảng nó sẽ xước xước một chút như thế này. Em sẽ bán combo cho các bác. Giá là 350.000 hai chậu và giá trên chưa bao gồm phí ship. Hàng nó sẽ hơi lỗi lá một chút chứ không có hàng đẹp nhá, hàng đẹp em bán 250.000 rồi. Đấy, cái hàng này thì nó cực kỳ yêu luôn. Hoa nó sẽ ra quanh năm. Hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Như các bác nào mua nhà em rồi thì biết rồi đấy. Cực kỳ yêu luôn. 350.000 hai chậu và giá trên này em không bao ship nhá. Hàng này hàng lỗi lá nhẹ một chút em thanh lý. Và em nói không với hàng thối nhá các bác nhá. Và đây em còn một ít cái hàng hoàng hậu xanh nha các bác nhá. Hoàng hậu xanh. Đấy, mầm non đang lên chi chít bộ rễ đáng yêu không các bác. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Hoa hồng hoàng hậu xanh cực kỳ đẹp luôn nhá. Một cái bông cần bông này nó ra nó có thể thể ra là hàng trăm cái bông hoa nhỏ nhá. Đấy. Hàng này trước em bán là 200.000 một chậu. Một cốc như thế này. Đây. Nhưng hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác combo 250.000 bốn em như thế này. Đấy, giá rẻ giật mình luôn các bác nhìn này. 250.000 bốn em nhá. Đấy, về các bác có thể mình đẩy cái cốc nhựa này ra này. Mình trồng thăng giá thể mới nhá. Để cho mầm non nó đang tiếp tục nó lên đây này. 250.000 bốn em nhá. Và giá trên này em không bao ship cho các bác nhá. Đấy, em còn có độ khoảng mấy combo nữa thôi là hết.